lộ clip đám cưới như mơ của Lê Phương và giám đốc đẹp trai giàu có trong gạo nếp chợ tẻ. Mới đây trên trang cá nhân, Lê Phương đã tiết lộ cái kết viên mãn dành cho nhân vật Hương. Trong ảnh, bà mẹ một con và nam diễn viên vào vai tường mặc đồ cưới truyền thống. Chỉ còn gần 30 tập nữa là gạo nếp gạo tẻ sẽ kết thúc. Khán giả càng tò mò muốn biết cái kết của nhân vật trong phim sẽ được biên kịch bám sát theo bản gốc hay được thay đổi dựa trên mong muốn của người xem trong số đó hương lê phương là nhân vật nhận được sự, sự quan tâm của khán giả trong bản gốc của bộ phim công về sau sẽ chu chí làm ăn và yêu thương hương dù hương đã đâm lơn ly hôn nhưng công không xuất hiện tại tòa án cuối phim cả hai vẫn quay về bên nhau mới đây trên trang cá nhân của mình lê phương tiết lộ các kết viên mãn dành cho nhân vật hương trong ảnh bà mẹ một con và nam diễn viên vào vai tường mặc đồ cưới truyền thống điều này đã chứng minh sau tất cả khó khăn hương và tường sẽ về chung một nhà cái kết của gạo nếp gạo tẻ cũng được biên kịch xây dựng khác với phiên bản hàn quốc trong những tập trước đó của gạo nếp gạo tẻ khán giả bày tỏ sự bức xúc với nhân vật hương khi cô nhẫn nhịn chịu đựng người chồng tề bạc đến nhu nhược biết chồng ngoại tình và đối xử không ra gì với mình nhưng hương vẫn cố chấp níu kéo trong nước mắt sau những chuỗi ngày bị công phụ bạc cộng với những uất ức mà mẹ và em chồng gây ra Hương không thể kìm được cảm xúc và quyết đáp trả bằng những hình động quá sức phi lý từ họ. Công mặt dày trơ trẽn đưa ra đề nghị cả hai bắt đầu lại từ đầu. Công cất tiếng, kêu vợ, thì ngay lập tức bị Hương trợn mắt quát lớn. Đừng gọi tôi là vợ, tôi không muốn thấy mặt anh nữa, anh đi ra khỏi nhà tôi ngay. Hết cách níu kéo, công đành phải ra tòa ký đơn ly hôn dù đã hết duyên hết nợ nhưng Hương vẫn thương tình và cưu mang mẹ và em gái công. Trước đó khi đọc được những tranh cãi của khán giả về nhân vật Hương trong phim, Lê Phương cũng lên tiếng khẳng định về cái kết của gạo nếp gài tẻ. Hương sẽ không bao giờ quay lại với công. Giàn sao gạo nếp gạo tẻ, lận đận hôn nhân từ trong phim tới ngoài đời. Gạo nếp nhỏ tẻ là một bộ phim gia đình miêu tả về mặt trái trong cuộc sống hôn nhân hiện tại. Ngoài đời, Lê Phương, Trung Dũng là những diễn viên có cuộc sống tình cảm lận đận. Gạo nếp gạo tẻ gây chú ý nhờ chủ đề mang tính thực tế và cuộc sống sau hôn nhân của các cặp vợ chồng. Những diễn viên trong phim ngoài đời cũng có cuộc sống nhiều ngã rẽ. Lê Phương là nữ diễn viên lận đận nhất trong đời sống tình cảm. Giống nhân vật Hương, cô cũng bị chồng phụ bạc, Lê Phương cưới Quách Ngọc Ngoan vào tháng 3 2012. Không lâu sau đó, họ đón chào con trai là bé cà pháo, nhưng cuộc hôn nhân sớm đổ vỡ. Tháng 1 năm 2015, Lê Phương chia sẻ tâm thư dài trên trang cá nhân, kể về cuộc sống hôn nhân đầy nước mắt. Trong 2 năm chung sống, cô kể Quách Ngọc Ngoan không quan tâm đến gia đình. Tháng 7 năm 2017, Lê Phương tìm thấy bến đổ cuộc đời bên ca sĩ trẻ Lê Trung Kiên, anh kém cô 7 tuổi, Lê Phương và bạn trai 9X bén duyên sau chuyến công tác trường xa vào năm 2016. Từ đó, nữ diễn viên thường xuyên thể hiện niềm hạnh phúc về tình yêu ngọt ngào trên trang cá nhân. Dù có khoảng cách tuổi tác và từng một lần đổ vỡ hôn nhân, nhưng Lê Phương khẳng định điều đó chưa làm cản trở tình yêu của hai người. Cô kể ông xã luôn chăm sóc và yêu thương con trai vợ như con đẻ. Anh còn có cách dạy con nhỏ khá tâm lý và hiệu quả. Đảm nhận vai Hân, cô con dâu đánh đá trong phim nhưng ngoài đời Thúy Ngân từng tổn thương vì tình cảm. Thúy Ngân từng hai lần yêu không đi đến hạnh phúc, người đầu tiên thì gia đình anh ấy không thích tôi làm nghề diễn trong lúc nóng giận anh nói xúc phạm tiếng nghề của mình khi đó là sướng ca vô loài bây giờ anh và gia đình ở mỹ anh vẫn gọi nhắn tin hẹn gặp mỗi khi về nước nhưng tôi không gặp nữa cô kể người bạn trai thứ hai hẹn hò khoảng một năm rồi chia tay vì nhiều mâu thuẫn phương hằng trong vai em út trong gia đình ba chị em gái trong phim nhân vật của cô ngờ nghịch nhưng người chị của mình là tạo hình quê mùa Ngoài đời, Phương Hằng sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ, nền nã. Trước gạo nếp gạo tẻ, Phương Hằng được khán giả yêu thích qua các bộ phim Ông Tơ Bà Nguyệt, Chân Tình, Thủy Khúc. Trong dàn sao gạo nếp gạo tẻ, Phương Hằng là nghệ sĩ kính tiếng. Cô có cuộc sống riêng êm ấm bên ca sĩ Anh Tâm. Họ kết hôn vào năm 2017 sau một năm hẹn hò. Trong phim, bên cạnh những vai diễn được khán giả yêu quý, nhân vật nữ bị người xem ghét nhất là Nhi, Băng Di, và vai kẻ thứ ba chen vào cuộc sống gia đình người khác. Băng Di lột tả được sự đáng ghét của cô nàng giàu có nhưng thích dụ dỗ trong người khác. Trái với sự táo bạo trên màn ảnh, Băng Di khá kính đáo chuyện đời tư. Nữ diễn viên từng gặp nhiều nỗi buồn sau đổ vỡ mối tình 4 năm. Cuộc tình từng khiến cô suy sụp cho đến khi gặp bạn trai hiện tại. Cô hiện hạnh phúc binh doanh nhân người Việt sống nhiều năm tại Thụy Điển. Họ gặp nhau trong lần du sinh về Việt Nam hợp tác làm ăn với gia đình Tăng Thanh Hà. Tôi từng rất kỳ vọng vào mối quan hệ cũ, nhưng cuối cùng chỉ nhận về những nỗi buồn cho đến khi gặp Justin. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cần vui vẻ. Hôm nay gặp nhau thấy vui, còn yêu nhau là ổn, Bang Di nói nhân vật công do Hoàng Anh đóng là nam chính bị ghét nhất phim. Anh vào vai chồng của Hương, Lê Phương, nhưng sau đó lại ruồng bảy vợ con để chạy theo người phụ nữ giàu có, băng di. Ngoài đời, Hoàng Anh từng có đoạn tình với Vân Trang, họ chia tay trong êm đẹp và sớm tìm được cuộc sống riêng cho mỗi người. Tổ ấm hiện tại của Hoàng Anh và Huỳnh Như, họ kết hôn vào năm 2017. Sau lễ cưới, anh thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ. Nam diễn viên chia sẻ thời gian gần cưới, hai vợ chồng đều sốc khi nghe những bình luận trái chiều, những xét ác ý về nhan sắc của Quỳnh Như. Tôi thấy buồn vì nhiều khán giả mặc định trai đẹp phải lấy vợ sinh, chẳng lẽ một người không sinh thì không được yêu thương sao? Mình thì không thể đôi co tranh cãi với người ác ý trên mạng xã hội được, anh tâm sự. Trung Dũng và Vai Kiệt, người chồng phá sản của Hân. Ngoài đời, Trung Dũng và Thúy Ngân cũng vướng nghi, ấn, nghi vấn phim giả tình thật. Hai nghệ sĩ đều khẳng định tương lai thì chưa biết trước nhưng hiện giờ chưa phải người yêu. Nam diễn viên ở tuổi U50 hiện vẫn đi về một mình. Anh chia sẻ chưa gặp gia đình nhưng đã có một con riêng trong quá khứ. Anh cùng người tình cũ và con duy trì liên lạc vì con. Nói về ý định kết hôn, Trung Dũng thừa nhận không còn ở độ tuổi mong ngóng phải có một gia đình riêng. Loạt ảnh ra chợ quảng cáo phim bá đạo của gạo nếp gạo tẻ dàn diễn viên phim vào nếp gạo tẻ Thúy Ngân, Trung Dũng, Băng Di, Hoàng Anh đã thực hiện chuyến đổ bộ các chợ để quảng cáo phim và giao lưu với khán giả. Song song với độ hot của bộ phim truyền hình gạo nếp gạo tẻ, đoàn làm phim bao gồm Thúy Ngân, Vai Hưng, Trung Dũng, Vai Kiệt, Hoàng Anh, Vai Công, Băng Di, Vai Nhi, Lê Phương, Vai Hương đang tích cực mang phim tới mọi khán giả, đặc biệt là tiểu thương ở các khu chợ. Theo đó, dàn sau, gạo nếp gạo tẻ đã có cuộc đổi bộ tới những khu chợ tại các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ để quảng bá phim. Cô vợ khó ưa hân Á Hậu Thúy Ngân cùng đoàn làm phim diện áo bà ba, đội non lá và đeo khăn rằn đi chợ nổi và giao lưu với các khán giả miền Tây. Dàn diễn viên oanh tạc các khu chợ để chụp ảnh giao lưu với khán giả. Trong chuyến giao lưu, diễn viên Hoàng Anh còn chia sẻ bị một khán giả cầm cây quạt đánh nhẹ vào người rồi nhắc nhở cái thằng Ni dám bỏ vợ đánh cho chừa nè. Nhưng mà ngoài đời mi dễ thương quá. Trước đó, từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7, ekip gạo nếp gạo tẻ đã hoàn thành chuyến quảng bá phim và giao lưu với các khán giả miền Trung, Tây Nguyên. Sự xuất hiện của các dàn diễn viên trong bộ phim về đề tài gia đình đang gây sốt cũng khiến nhiều tiểu thương khá tò mò và thích thú. Tuy vậy, việc ekip gạo nếp gạo tẻ tới chợ quảng bá phim cũng gây ra những ý kiến trái chiều. Trước những bình luận tiêu cực, diễn viên Lê Phương cho rằng, tôi luôn nghĩ khán giả ở đâu, chúng tôi ở đó, tôi không quan tâm người ta nói gì, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Băng Di khóc nước nở kể tuổi thơ nghèo đi bán cơm, mặc đồ sida. Tôi sẽ không bao giờ quên lúc mẹ con tôi không có tiền, phải đi mua đồ rẻ tiền để mặc, ăn cũng không dám ăn. Băng Di xúc động tiết lộ về tuổi thơ cơ cực của mình, bị quỵt tiền cắt xê khi chưa nổi tiếng. Từng là ca sĩ, về cơ duyên nào đưa Băng Di đến nghiệp diễn? Tôi bán duyên với loại nghệ thuật từ khi đóng phim năm 18 tuổi và lấy tên thật là Bảo Trinh. Băng Di là nghệ danh. Khi bắt đầu đi hát, tôi mới đổi tên là Băng Di. Sau khi đi hát, tôi nhận được nhiều sự quan tâm và mọi người sẽ nhầm tưởng là tôi đi hát trước, nhưng thật ra là không phải. Tôi chưa từng học qua diễn xuất. Mới đầu tôi học hỏi từ những người diễn chung và đúc kích kết cách triển riêng. Tôi thích quan sát và ghi nhận đóng một vai nào đó. Tôi sẽ nhớ lại những gì đã gặp ở ngoài đời hoặc tương đồng với nhân vật và mang cái đó làm chất liệu cho diễn xuất. Khi lớn sân sang nghề diễn, chị gặp khó khăn gì? Tôi được mời đi đóng phim rất tình cờ khi ấy đang trong quán cà phê. Tôi chưa được 18 tuổi, một anh cứ nhìn tôi khiến liên tưởng là tôi anh thích mình anh bắt chuyện và mời tôi đóng series phim biển tình yêu đó là người phát hiện ra tôi và đưa tôi tới phim ảnh đạo diễn hoàng thơ đã hỗ trợ cho tôi trong giai đoạn đầu rất nhiều không có anh có lẽ không có tôi hôm nay xuất phát điểm của tôi là đóng vai quần chúng lúc mới vào nghề người quản lý của diễn viên quần chúng họ sẽ nhận tiền các xe chứ tôi không nhận trực tiếp nhưng khi quay xong, họ cũng biến mất cũng không trả tiền cho mọi người và tôi. Lúc đó các xe của, của tôi có thoại được hai ba trăm ngàn, nếu chỉ một phân đoạn chạy qua chạy lại chỉ có vài chục ngàn thôi. Tôi đóng nhiều nên được khoảng hai ba triệu. Sự lan tỏa của vai nhi trong phân cảnh bị tác lại gây chú ý với khán giả. Trước đó chỉ có lường trước được nhân vật mình sẽ đóng được mọi người quan tâm. Tôi vô tư lắm, từ trước tới giờ đóng vì thích thôi chứ không nghĩ mình nổi tiếng, mình đóng với tâm lý mình thích được diễn và thích cảm giác được ở phim trường nên tôi không nghĩ mình sẽ nổi tiếng như vậy. Từ trước tới nay, tôi rất lăn xả, thậm chí từng đóng hài với BB Trần. Khi chuyển hẳn sang làm diễn viên, tôi có làm MC cho một số đài truyền hình và công việc này hỗ trợ cho nghề diễn viên rất nhiều. Ngoài ra, tôi cũng có công việc kinh doanh riêng. Tôi may mắn làm việc với người rất giỏi và họ giúp đỡ tôi rất nhiều. Đến thời điểm hiện tại, chỉ để tạm hài lòng với những gì mình đạt được tôi dễ hài lòng vì lúc nào tôi cũng cảm thấy mãn nguyện với cuộc đời hết tôi xuất thân không phải con nhà giàu ngày xưa ba mẹ bán cơm tôi bưng cơm phụ ba mẹ nghệ thuật đã cho tôi nhiều cơ hội và vật chất để thay đổi cuộc sống ngày xưa tôi mới đóng phim phải chạy ra chợ mua đồ shida về mặt ngày nay tôi mặc được những bộ đồ cao cấp hơn tôi xem đó là động lực trong cuộc sống của mình không bao giờ quên ký ức nghèo công chúng thường có cái nhìn không mấy thiện cảm về các mối quan hệ đại gia chân lề chị nghĩ sao về chuyện này những người nhiều tiền do họ giỏi Còn người đẹp có tiêu chuẩn bạn trai tương xứng là điều rất bình thường Những cặp đôi bình thường vẫn lo lắng cho nhau Có ít thì lo ít, có nhiều thì lo nhiều Mọi người nên cởi mở hơn về vấn đề đó Khi đóng những cảnh gợi cảm như hôn và quyến rũ công Bạn trai của chị Justin có ghen không? Bạn trai của tôi không ghen trong phân đoạn đấy Anh ấy còn lên Facebook tìm luận qua các anh Hoàng Anh nữa Tôi rất vui khi bạn trai ủng hộ tinh thần cũng như về cuộc sống. Justin rất hài hước, mặc dù anh ấy là người kinh doanh nhưng không quá khô khan. Anh ấy thường làm cho tôi vui và nhường nhịn tôi nhiều. Hai năm yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Mỗi lần tôi hơi căng thẳng, anh ấy sẽ hòa trước. Có những lúc tôi thấy mình rất quá đáng nhưng anh ấy cũng không trách tôi. Gia đình ủng hộ tình yêu này chứ. Tôi là người tự lập khá sớm nên tính cách quyết liệt. Ba mẹ cũng hiểu và ủng hộ tôi. Truyền chuyện tình cảm, bố mẹ cũng không phản đối và có vẻ hài lòng. Kết hôn là chuyện trọng đại, cần có sự đồng ý của gia đình hai bên, nên tôi cũng chưa thể chia sẻ vấn đề đó. Mẹ tôi cũng rất muốn tôi lấy chồng, nhưng không nói thẳng mà nhát khéo, nhưng tôi chưa có, chưa có kế hoạch đó. Trước mắt, tôi có vai diễn rất cá tính trong dự án phim điện ảnh của đạo diễn Phan Minh là YOLO, còn việc kinh doanh tôi sẽ khai trương địa điểm mới vào tháng 9. Băng Di xúc động xin lỗi vì đã làm mẹ buồn khi còn nhỏ. Tuổi thơ cơ cực bên gia đình nhưng giờ cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nghĩ lại quá khứ, điều gì khiến chị ân hận? Hồi nhỏ tôi không ngoan nên làm mẹ buồn, nhưng tôi luôn cảm ơn mẹ vì đã sinh ra tôi, chịu đựng tôi dù mẹ đánh tôi rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ quên lúc mẹ con tôi không có tiền, phải đi mua đồ sale hay đồ rẻ tiền để mặc, ăn cũng không dám ăn. Tôi sẽ luôn cố gắng kiếm nhiều tiền để lo cho mẹ, em gái và bố có cuộc sống tốt hơn tôi thật tâm muốn xin lỗi những gì mình đã làm vì nhiều lúc mẹ tôi không dám nói trước mặt